Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Tiêu Thụ Điện. Thì trong chuyên mục này tôi tiếp tục theo cái chuỗi series về việc tiêu thụ điện của cái máy lạnh của chúng ta. Thì chúng ta thấy đó, trên màn ảnh là cái máy lạnh hiệu Saab có công nghệ inverter và đang sử dụng ở nhiệt độ là 27,5 độ. Thì tôi đã test một đêm khi trời nắng là tiêu thụ bao nhiêu điện, rồi một đêm khi trời mưa là tiêu thụ bao nhiêu điện. Quý vị và các bạn có thể là tìm ở trong kênh của tôi để chúng ta thấy thực tế. Ở đây là tôi chia sẻ kinh nghiệm với anh em mà không hề quảng cáo cho bất cứ một cái thương hiệu nào. Chính vì vậy là tôi đã test công suất thực tế để cho chúng ta biết được là máy lạnh chúng ta sử dụng là tốn bao nhiêu điện. Thì tôi cũng đã có một video là test 5 ngày cái máy lạnh của chúng ta là tiêu thụ khoảng 11 ký điện. Thì hôm nay là đã được 10 ngày. Thì bây giờ tôi sẽ cho chúng ta xem sau 10 ngày sử dụng thì cái máy lạnh Saab này là tốn bao nhiêu điện nha. Đây là đồng hồ mà tôi đã gắn từ ngày 15 tháng 7 và đến hôm nay là ngày 25 tháng 7. Đây chúng ta quan sát là tốn 22,08 kW, thì tương đương là khoảng 22 ký điện sau 10 ngày sử dụng. Từ ngày 15 tháng 7 thì đến hôm nay là ngày 25 tháng 7, thì sau 10 ngày nó tiêu thụ là 22,8 kW điện. Và nói luôn là đây là cái phòng của mấy đứa nhỏ sử dụng, tụi nhỏ có sử dụng cả ban đêm lẫn ban ngày. Thì chúng ta biết là trong thời gian giãn cách xã hội như thế này thì mấy đứa nó thường là sử dụng từ khoảng 8 giờ tối, 8 giờ tối cho đến sáng ngủ, thì nhiều khi 8 giờ, 10 giờ hoặc thậm chí có bữa là tới 11 giờ nó mới thức. Rồi buổi chiều là từ 1 đến 4 giờ là nó mở suốt luôn. Và nhiệt độ 27,5 độ thì sau 10 ngày sử dụng đã tiêu thụ là 22 ký điện. Đây là thực tế như thế. Tôi không có dốc láo gì đây cả. Một số anh em nói rằng là bản test như thế là không chính xác. Như vậy thì tôi cũng không hiểu mấy quý vị và các bạn nói như thế nào. Tôi quay video là để cho chúng ta biết được á, là sau 5 ngày như thế sử dụng là bao nhiêu điện, rồi 10 ngày là sử dụng bao nhiêu điện, để chúng ta biết và tham khảo. Là mà mọi người lại nghĩ rằng là tôi gian dối, tôi không có thực hiện đúng mà là làm sai, rồi có cái gì đó nó không đúng. Thì thật ra là ở đây tôi cũng chia sẻ luôn là tôi không có quảng cáo cho bất cứ một cái thương hiệu nào, tôi chỉ là sử dụng thực tế như thế là tôi quay chúng ta xem. Thì hiện tại đến thời điểm này là 10 ngày rồi, thì sau 10 ngày là tiêu thụ 22,09 kW. Thì tôi sẽ tiếp tục cái chuỗi series này cho đến 15 ngày thì nó tiêu thụ khoảng bao nhiêu điện, rồi sau 20 ngày tiêu thụ là bao nhiêu điện, cũng như là sau một tháng, tròn một tháng luôn, thì cái máy lạnh này sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện. Thì tôi sẽ làm video thực tế cho chúng ta, rồi chúng ta có tin hay không là quyền của chúng ta. Tuy nhiên tôi test để tôi biết được chính xác là trong một tháng là sử dụng bao nhiêu điện. Rồi bây giờ tôi sẽ qua cái máy lạnh ở bên phòng bên kia, đó là dòng máy lạnh LG, để coi là sau 10 ngày sử dụng thì cái máy lạnh LG tốn bao nhiêu điện ha.